Phong Thủy Thái Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Thái Nguyên. Như các anh chị đã biết, trong chuỗi những video bàn về làm nhà dựng cửa theo quan điểm của Phong Thủy Thái Nguyên thì nhận được rất nhiều những cái phản hồi tích cực từ phía các anh chị, cũng rất nhiều những cái băn khoăn, suy nghĩ, trăn trở của các anh chị về việc làm nhà dựng cửa, đặc biệt là những cái câu hỏi sát nhất đến với yếu tố làm nhà của anh chị như là tuổi em năm nay có làm được nhà không, tuổi tôi năm nay có làm được nhà không, năm nay tôi mượn tuổi này làm nhà thì có được không, hay là hướng nhà tôi là hướng này năm nay liệu có làm được nhà hay không, hay là tôi muốn làm nhà và năm sau có làm được không. Tức nghĩa là những câu hỏi, có những câu hỏi rất cụ thể về vấn đề nhưng có những câu hỏi là vô cùng chung chung. Thì cái điều này khiến cho Phong Thủy Thái Nguyên chúng em nhận thấy một điều, đó là có lẽ là những cái nội dung trao đổi đến các anh chị nó chưa đủ hoặc là nó chưa đến được cái yếu tố để giúp các anh chị có thể hiểu sâu nhất với cái tinh thần liên quan đến làm nhà dựng cửa. Thì tiếp tục trong chuỗi những video như vậy thì ngày hôm nay em Minh Trung sẽ xin phép trao đổi thêm với các anh chị về cái việc làm nhà dựng cửa thì điều nào quan trọng nhất, cũng như là đi chi tiết hơn trong nội dung video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến trong cái tháng 10 âm lịch và cái tháng 11 âm lịch và tháng 12 âm lịch thì những hướng nào có thể triển khai làm nhà mới được, hay những phương vị nào trong nhà chúng ta có thể tu tạo sửa chữa được, và hướng dẫn các phần tiếp theo quan trọng trong việc làm nhà dựng cửa thì những yếu tố nào quan trọng nhất. Thì ngày hôm nay thì chúng sẽ xin chia sẻ với các anh chị luôn. Cái yếu tố đầu tiên với cái việc thông qua câu hỏi phản hồi này của các anh chị ấy, rằng là tôi năm nay bạn phải Thái Bạch 49 tuổi hay 53 tuổi thì có làm nhà được không? Hay là năm nay tôi tính là lượng người tuổi 1991 Tân Mùi để động thổ làm nhà được không? Hay là năm nay tuổi tôi như thế này thì tôi hợp với hướng nào để làm nhà? Rất nhiều những câu hỏi đại loại khác nhau như thế. Thế thì một cái điều quan trọng là chúng ta cần phải thống nhất lại với nhau một điều như thế nào? Đó là làm nhà là chúng ta phải căn cứ trên yếu tố vận khí của đất để chúng ta làm. Các anh chị đừng nhớ mà. Cái điều này là quan điểm đấy Phong Thủy Thái Nguyên đã trao đổi rất nhiều lần, nhưng có lẽ là các anh chị cũng chưa có cơ duyên để được biết đến hay là nghe cụ thể. Thì mỗi lần mà chúng ta xem video như này đi là để chúng ta có thể là hiểu rõ hơn và tường tận cái việc đấy, việc làm nhà chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Cái việc làm nhà chúng ta cần căn cứ trên yếu tố vận đất các anh chị nhé, tức là trên yếu tố vận khí của đất năm nay nó có được đắt hay không để chúng ta triển khai chúng ta làm nhà, hay chúng ta muốn làm thì chúng ta cần phải xem cái vận khí của cái đất nhà chúng ta vào cái năm chúng ta định làm đấy nó có được tốt hay không để chúng ta triển khai chúng ta làm. Đấy là yếu tố đầu tiên. Còn chi tiết hơn nữa thì có lẽ là vẫn cần để Phong Thủy Thái Nguyên bên em triển khai về trực tiếp khảo sát cách cục của đất nữa thì nó càng chi tiết cụ thể nữa. Nhưng yếu tố đầu tiên chúng ta, bước đầu tiên chúng ta lọc thông số ở đây, đó là cái hướng nhà chúng ta vào cái năm chúng ta làm này nó có được vận khí tốt hay không để chúng ta làm. Do vậy là để đánh giá yếu tố vận khí của đất thì Đức Trung vừa có nói đó là căn cứ trên yếu tố về hướng nhà. Tức là chúng ta phải xem rằng cái hướng nhà chúng ta làm năm nay nó có được vận tốt hay không để chúng ta triển khai chúng ta làm. Và nếu như nó phạm sát, tức là nếu như nó phạm phải những cái hung tinh, phạm phải những cái sát khí thì chắc chắn chúng ta không nên làm rồi. Bởi vì làm vào nó sẽ khiến cho những cái tai họa, những cái tập ách nó sẽ đến. Vì rằng là chúng ta làm nhà, chúng ta động thổ đến đất nữa chứ đâu có căn cứ vào cái việc tuổi anh nhà, tuổi anh chị có làm được nhà hay đâu. Đúng không ạ? Tuổi nào cũng làm được nhà hết. Nhưng cái việc quan trọng là vận khí đất nó có cho phép chúng ta làm hay không, điều đấy là quan trọng hơn. Và cách cục đất nó có đẹp hay không để khiến cho anh chị kiến tạo lên cái không gian sống và môi trường sống của anh chị tại cái cách cục đất đấy nó có đẹp hay không, nó quan trọng hơn là cái việc là tuổi anh nhà, tuổi anh chị có làm được nhà hay không. Cái việc đấy nó không quá quan trọng. Rồi tiếp theo nữa chúng ta mới xét đến cái việc đó là chúng ta chọn cái tuổi động thổ như thế nào. Bởi thực tế rằng là các anh chị cũng đâu có nhất thiết phải động thổ đâu, đúng không ạ? Các anh chị không nhất thiết phải động thổ. Nếu các anh chị là trạch chủ, các anh chị tiếp động thổ được, nếu tuổi các anh chị năm đấy tốt, vận khí cá nhân tốt, trường khí cá nhân tốt, chúng ta động thổ thì còn điều gì hơn, đúng không ạ? Còn điều gì đẹp bằng. Tuy nhiên là nếu như năm đấy chúng ta phạm tuổi, tuổi vận khí năm đấy chúng ta không tốt, chúng ta lo ngại thì bằng cách thì chúng ta có thể mượn tuổi người khác động thổ cho, nhưng cái vận khí của đất mà nó xấu chúng ta không làm được đâu. Cái vận khí đất tốt hay đẹp ấy nó căn cứ trên yếu tố những cái yếu tố về sát khí mỗi năm nó thường trực mà chúng ta cần phải động đến. Ví dụ như chúng ta căn cứ vào yếu tố của sát khí của thái tế sát, tức là mỗi một năm thái tế đến phương nào thì chúng ta không được làm nhà theo hướng đấy. Ví dụ như năm nay là năm 2019 Kỷ Hợi thì đối với cái nhà mà tọa đông nam hướng tây bắc và cụ thể đó là tọa thị hướng Hợi thì chúng ta không làm được. Hay là đối với việc chúng ta xét trên yếu tố sát khí của ngũ quan đại sát, theo cửu tinh thì ngũ quan đại sát là sao số 5, nó mang yếu tố về sát khí, mang yếu tố về hung họa, mất người, mất tiền, mất của, thị phi rồi tái mà tận nó xảy đến. Và mỗi năm ngũ quan đại sát đào đến phương nào thì phương đấy cũng không làm được. Như năm 2019 này ngũ quan đại sát đào đến phương tây nam, do vậy xây cái nhà mà tọa đông bắc và hướng tây nam thì
không làm được. Chúng ta phải xét đến cái yếu tố sát khí của yếu tố về tam sát. Tam sát tức là tính theo yếu tố của tam sát, tai sát và kiếp sát theo cái vị trí của các cái vị trí tuyệt khai dưỡng tính theo vòng tráng sinh. Do vậy rằng là năm 2019 là năm Kỷ Hợi, Hợi Mão Mùi Tam Hợp, chúng ta thấy rằng là tam sát nó sẽ đến phương Tây, tức là đến ba phương là Thân, Dậu và Tuất. Do vậy rằng là chúng ta nhận thấy rằng là xây cái nhà mà tọa vào tam sát và hướng sang thì nó không xây được. Tức là chúng ta hiểu xây cái nhà mà tọa Tây hướng Đông thì không có làm được. Do vậy là cái hướng nhà hướng Đông năm 2019 thì chúng ta không làm được luôn. Tiện thể nói luôn là cái hướng Đông này năm 2020 thì không có làm được nốt các anh chị ạ, bởi vì hướng Đông và năm 2020 thì vua đại sản nó đào đến hướng không làm được. Ví dụ như vậy, rồi là chúng ta phải căn cứ theo cái yếu tố về mậu kỷ đối thiên sát, chúng ta căn cứ vào cái thời điểm mà tháng mậu kỷ nó đào đến trong năm và tại cái phương nào thì chúng ta không xây dựng được cái nhà theo cái phương tọa đó để tránh việc họa đến. Rồi chúng ta phải xét đến yếu tố về mộ long đến vận sát nữa, tức chúng ta căn cứ vào năm yếu tố sát rất lớn, đó là thái tế sát, ngũ đại sát, tam sát, mậu kỷ đối thiên sát và mộ long đến vận sát để chúng ta căn cứ xem cái vận khí của đất nhà mình nó có làm được không. Vận khí mình đánh giá, vận khí đất nhà mình đánh giá là được hay không, nó cần chú trên yếu tố tọa và hướng của ngôi nhà. Thì đánh giá được tọa hướng ngôi nhà thì chúng ta cần biết là hướng nhà mình là bao nhiêu độ. Hướng nhà mình bao nhiêu độ thì trong video trước của Đức Trung có chia sẻ với anh chị về cách chúng ta đo hướng bằng những thiết bị điện thoại có cảm biến la bàn ở trên máy, chúng ta hoàn toàn đo được. Bằng cách là các anh chị có thể sử dụng cái ứng dụng là La Bàn Việt, tải về cái điện thoại hoặc là tải về iPad của anh chị, chúng ta hoàn toàn để đo được. Thì với ứng dụng La Bàn Việt đấy nó có trên cả hệ điều hành của Android và trên cả hệ điều hành của iOS, tức là trên iPhone và các dòng điện thoại Android còn lại, trừ một số dòng thì nó không có cảm biến la bàn thì nó không quay được. Không có cảm biến la bàn tức là các anh chị có tải ứng dụng về thì mở ra thì nó không quay và nó luôn đứng im. Thì do là cái điện thoại chúng ta không cảm biến la bàn thì không quay được. Vậy thì chúng ta sử dụng cái điện thoại khác có cảm biến la bàn, chúng ta đo được hướng nhà mình thôi. Đo được hướng nhà mình xong thì chúng ta căn cứ theo yếu tố về luật giải về khai sơn luật hướng mà phòng tuyển viên đã đưa ra để chúng ta đánh giá là vận đất đấy có làm hay không để chúng ta yên tâm chúng ta làm. Nếu như vận đất nó xấu thì chúng ta kiên nhẫn chờ đợi sang năm khác để đánh giá về vận khí của đất hay không, hay vào những năm nó vượng chúng ta làm, chứ anh chị đừng có làm cố, chứ đừng có thấy rằng là năm nay được tuổi là cứ làm là ảnh hưởng đấy, rồi là thấy là năm nay không phạm tuổi cứ thế mà làm, hay là năm nay vận khí nó tốt có điều kiện kinh tế rồi nhưng cứ lo ngại là tuổi tôi không làm được nhà này chẳng làm thì nó lại bỏ ý định cơ hội như thế. Thì như vậy là yếu tố về rủi ro và cơ hội nó chỉ ở một cái ranh giới mong manh về kiến thức, mà nếu chúng ta không có kiến thức thì không có làm được. Do vậy là căn cứ trên năm cái sát lớn mà Đức Trung có chia sẻ với các anh chị để chúng ta đánh giá là cái đất vận đất chúng ta có làm được hay không, và làm được hay không thì chúng ta cần phải chọn một phương án tiếp theo, đó là chọn vào cái tháng vượng để chúng ta làm. Cái tháng vượng ở đây đó là trong 12 tháng trong năm thì những tháng nào vượng để chúng ta động thổ vào thì nó cũng cần phải lựa chọn các anh chị ạ. Tháng vượng ở đây chúng ta cần phải xét trên yếu tố về nhật nguyệt đạo sơn, tức là thái âm thái dương đạo sơn, để tạo ra cái yếu tố hài hòa giữa trường khí và cái thời điểm động thổ là trường khí của con người tác động vào đất trời. Do vậy là thiên địa nhân thì nó phải có sự hợp nhất, tức là thiên thời địa lợi về nhân hòa. Nếu như một trong số ba tham số đấy nó bị cập cận thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái điều bất chắc nó có thể xảy đến. Do vậy là chúng ta phải chọn vào cái thời điểm tháng vượng trong năm để chúng ta triển khai động thổ thì nó tốt hơn đó. Do vậy là các cái tháng vượng trong năm để triển khai cho các cái hướng nhà như thế nào thì vào đầu năm, thời điểm đầu năm thì Đức Trung có chia sẻ một video rồi, các anh chị cũng có thể kéo lại để xem cái video đấy. Tức là các cái tháng trong năm bao gồm 8 hướng đấy thì những cái hướng nào có thể triển khai vào tháng nào thì Đức Trung đã có một video rồi, và ngày hôm nay thì tiếp theo Đức Trung sẽ đi sâu vào chi tiết cụ thể để chúng ta đang ở những tháng mà bước sang những cái khoảng đi đến thời điểm là từ giữa năm hết về cuối năm rồi. Do vậy là chúng ta càng cần phải quan tâm, và nếu như có cái sự việc làm nhà rồi thì chúng ta thông qua cái video này để có cái thông tin chi tiết hơn để chúng ta làm. Đối với tháng 10 âm lịch thì đối với việc xây mới và tu sửa chúng ta triển khai như sau. Đối với việc xây mới thì chúng ta có thể triển khai đối với nhà hướng Đông Nam. Đối với nhà hướng Đông Nam, các anh chị nhé, chú ý trong tháng 10 chúng ta có thể triển khai xây dựng với cái nhà hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam chúng ta quan tâm ở cái giải độ nó từ 112,5 độ và cho đến 157,5 độ. Nếu như các anh chị dùng cái la bàn để đo cái hướng nhà hay hướng đất của nhà mình mà nó rơi vào khoảng độ như này thì chúng ta có thể triển khai xây dựng vào cái tháng 10, đó là từ 112 cho đến là 157,5 độ. Dĩ nhiên chi tiết hơn nữa thì các anh chị cần phải báo độ số một cách nó chính xác để phòng tuyển viên có thể tư vấn giúp các anh chị. Tại vì rằng là ngoài cái 8 hướng mà chúng ta biết
Thì trong phong thủy chúng ta xét đến yếu tố về trường ý đối với 24 sơn hướng. Tức là các anh chị hình dung trong 8 hướng đấy chúng ta lại chia ra làm 3 hướng nhỏ. Tức là 8 bàn nó sẽ bằng 24. 24 sơn hướng này nó quyết định rất nhiều bởi những yếu tố khác nhau từ tốc độ đối thông khí, nhiệt độ, từ độ ẩm, rồi là kết hợp với các vận khí của các thành viên trong nhà, đặc biệt là chất chủ, thì nó quyết định đến yếu tố về vận khí của ngôi nhà này nó có được tắt và có thể biểu hiện độ hay không. Do vậy rằng là chúng ta cần phải đo chi tiết độ số là bao nhiêu thì để phong thủy thành viên tư vấn cụ thể cho anh chị. Ví dụ chẳng hạn nếu chúng ta đo vào độ số đó là hướng tị, tức là tọa hợp hướng tị, thì cho rằng là chúng ta cũng cần phải lưu tâm rất là kỹ lưỡng bởi hướng này là hướng tuế phá. Tọa vào thái tuế tức là tọa hợp hướng tị, tọa thái tuế của hướng tuế phá, chúng ta muốn làm thì chúng ta phải chọn thời điểm và cực kỳ kỹ lưỡng, chứ không phải là cưa mà chúng ta làm đâu, mặc dù là hướng đông nam. Do vậy chi tiết cụ thể các anh chị cần phải đo chính xác hơn. Nhắc lại, tháng 10 âm lịch chúng ta có thể triển khai xây mới với nhà hướng đông nam. Hướng đông nam từ giải độ đó là 112,5 độ cho đến 157,5 độ, đây là hướng mà chúng ta có thể triển khai xây dựng được. Tu sửa trong tháng 10 chúng ta có thể tu sửa đối với phương vị tây nam hoặc phương vị đông nam ở trong nhà. Phương vị tây nam đó là chúng ta hiểu thế nào là phương vị. Phương vị tức là vị trí tại cái phương đó ở trong nhà tính theo tâm cục. Tức là chúng ta lấy giao điểm của các bốn cái góc của cái nhà, nếu như cách cục nhà chúng ta vuông mặt như này, chúng ta lấy giao điểm của bốn cái góc vuông, chúng ta sẽ ra cái tâm của nhà, đúng không ạ? Ra cái tâm của nhà chúng ta sẽ đặt, chúng ta sẽ căn cứ theo hướng nhà của mình như nào, nó sẽ chia ra là bốn phương tám hướng. Thì phương vị ở đây chúng ta hiểu về cái vị trí tại cái phương đó trong nhà, thì vị trí phương đó trong nhà vào tháng 10 có làm được không? Thì trong cái tháng 10 âm lịch chúng ta có thể triển khai tu sửa tại hai phương, đó là phương tây nam hoặc là phương đông nam. Phương tây nam và phương đông nam là hai cái phương vị chúng ta sửa chữa được trong tháng 10. Còn chi tiết năm tháng ngày giờ để triển khai như thế nào, nghi thức nghi lễ như nào thì các anh chị vui lòng cần phải trao đổi với phòng thủy thân nguyên kỹ nào hơn thông qua cái số là 1900292 hay gọi đến số đó ở gần nhanh số 2 để được hỗ trợ ý của phòng thủy thân nguyên sẽ tư vấn các anh chị kỹ càng nhất. Đó là trong tháng 10 chúng ta có hai cái, chúng ta có cái hướng xây mới được và phương vị tu sửa được. Tiếp theo sang tháng 11. Sang tháng 11, tháng Bính Tý, chúng ta nhận thấy rằng là đối với xây mới chúng ta có thể xây dựng với ba hướng mới, đó là hướng nam, hướng bắc và hướng tây, là ba hướng mà chúng ta có thể triển khai xây dựng được, đó là hướng nam, hướng bắc và hướng tây. Vẫn cần phải nhắc lại với các anh chị đó là ba hướng đấy chúng ta đã bổ nhỏ nữa, trong mỗi hướng là có ba sơn hướng khác nhau. Ví dụ như hướng nam là bao gồm ba sơn hướng là Bính Thọ Đinh, hướng bắc là bao gồm ba sơn hướng là Nhâm Tý Quý, và hướng tây bao gồm ba sơn hướng là Canh Dậu Tân. Vậy thì cụ thể chi tiết cái sơn hướng nào có thể xây dựng được thì các anh chị hãy cứ đo lại chính xác cụ thể đi và sau đó tương tác với phòng thủy thần nguyên để được hỗ trợ lý của thầy sẽ hướng dẫn các anh chị một cách chi tiết nhất. Hướng nam, hướng bắc, hướng tây chúng ta triển khai xây dựng được. Thì hướng nam nó nằm ở giải độ như nào? Hướng nam nó nằm từ 157,5 độ cho đến 202,5 độ. Hướng bắc thì nó nằm ở giải độ từ 337,5 độ cho đến 222,5 độ. Hướng tây thì nó nằm từ 247,5 độ và cho đến 292,5 độ. Tức là các anh chị sẽ thấy nó là một cung 45 độ. 360 chia 8 45 lại chia tiếp cho 3 nữa, tức là 15 độ một cung. 15 độ đấy chính là 15 độ của mỗi sự hướng khác nhau. Nhắc lại là tháng 11 thì chúng ta sẽ triển khai xây mới được với hướng nam, hướng bắc và hướng tây. Các anh chị nhé, hướng nam, hướng bắc và hướng tây. Tu tạo sửa chữa vào tháng 11 âm lịch chúng ta có thể triển khai tu tạo sửa chữa ở một ở các phương vị sau, đó là phương vị nam, phương vị đông, phương vị tây và tại trung cung. Trung cung tức là tại giữa nhà, chúng ta có thể triển khai tu tạo sửa chữa tại tháng 11 này. Năm tháng ngày giờ chi tiết như nào thì các anh chị vui lòng tương tác với lại đội ngũ trợ lý thông qua bình luận, thông qua để lại số điện thoại, thông qua việc gọi trực tiếp đến số 1900292 bằng số 2 để đội ngũ trợ lý có thể tận nguyên tư vấn các anh chị một cách chi tiết hơn. Sang tháng 12 âm lịch, tháng 12 âm lịch thì cho rằng là cứ coi là tháng cuối năm, tháng giáp Tết thì việc khởi công xây mới đối với các anh chị chúng ta khá là đáng ngại, đúng không? Do vậy là tháng 12 cũng coi như chúng ta bỏ những yếu tố về xây mới đi, chúng ta sẽ nói sang đến phương vị mà có thể tu tạo sửa chữa trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch thì chúng ta có thể tu tạo sửa chữa đối với hai phương vị của phương bắc và phương tây bắc. Đây hai phương vị chúng ta có thể tu tạo sửa chữa được để chúng ta chuẩn bị cho ngôi nhà chúng ta để đón năm mới tốt hơn. Thì nếu như đến cái thời điểm theo cái độ mà tháng 12 chúng ta tu tạo sửa chữa được thì anh chị triển khai tu tạo sửa chữa chỉ được hai phương thôi, đó là phương bắc và phương tây bắc. Vậy thì một cái điều đặt ra câu hỏi các anh chị sẽ băn khoăn
đó là tháng 10, tháng 11 và tháng 12, đó là ba cái tháng mà sắp Tết cuối năm rồi. Tôi có triển khai tôi xây một cái ngôi nhà mới thì lo ngại rằng là cũng không có thể hoàn thành được trong năm trước Tết được để mình nhập trạch, để mà hoàn công. Do vậy tôi xây sang năm sau thì có được không? Xây nhà 2 năm thì điều đấy là khiến anh chị lo ngại, phải không ạ? Thì với rất nhiều những cái thắc mắc của các anh chị khác nhau về việc là tôi làm nhà 2 năm thì có ảnh hưởng gì không? Hay là lo ngại cái việc là cuối năm tháng 10, tháng 11 thực ra vẫn chưa phải là thời điểm cận kề Tết. Tháng 10, tháng 11 các anh chị vẫn làm được bình thường, nhưng rất nhiều người vẫn lo là tháng cuối năm thì là tôi không động thổ được, tôi không nên xây nhà 2 năm, điều đấy lo ngại, rồi là xây xong phải hoàn văn bản tất cả các thứ. Xin thưa các anh chị, tất cả những suy nghĩ đấy của anh chị nó đều là những cái phỏng đoán và những cái lo nghĩ thôi. Việc xây nhà 2 năm nó không phải là vấn đề to tát, và nó không phải vấn đề mà không phải đáng nghiêng quá quan tâm. Việc xây nhà 2 năm nó không quan trọng, quan trọng là cái thời điểm động thổ và cái thời điểm nhập trạch nó cần phải tốt, thì đó mới là điều quan trọng trong việc làm nhà. Vì các anh chị biết rằng là làm nhà sẽ có các thời điểm động thổ, rồi đổ mái, rồi cất nóc, rồi nhập trạch đó, rồi là đổ móng, răng móng, tất cả các công đoạn đấy nó ở giữa nó chỉ là công đoạn phụ theo tiến độ thi công, nhưng quan trọng nhất là hai thời điểm đó, động thổ và nhập trạch, đến hai cái thời điểm mà quan trọng nhất mà các anh chị cần phải quan tâm. Do vậy là động thổ chúng ta động thổ vào thời điểm vượng, và nhập trạch chúng ta nhập trạch vào thời điểm vượng, thì nó vẫn sẽ là tốt cả, không có vấn đề gì lo rằng là anh chị phải hoàn loạn mạch rồi là làm nhà 2 năm nó bao nhiêu vận xui xảy đến. Xin thưa các anh chị, chúng ta không biết, chúng ta lo nghĩ, chúng ta mất ăn mất ngủ, chúng ta không tập trung, rồi là những cái vấn đề khác liên quan sức khỏe ảnh hưởng đến, chúng ta thấy là làm nhà đi đôi vận xấu. Còn đối với các khách hàng, học viên của Phong Thủy Thái Nguyên hay trực tiếp các nhân sự của Phong Thủy Thái Nguyên, chúng tôi làm nhà dựng cửa mọi thứ nó hanh thông một cách rất là thuận lợi, bởi vì chúng ta đã hiểu, chúng ta biết rõ về nó thì rõ ràng là tạo được sức mạnh, không có điều gì phải lo ngại ở đây cả. Do vậy làm nhà 2 năm nó không phải là yếu tố mà các anh chị quá lo lắng nhé. Quan trọng là thời điểm động thổ chúng ta cần chọn vào thời điểm tháng vượng, vận khí của đất tốt, năm tháng ngày giờ nó phải tương quan trạch nhật, phù long tương chủ nó phải tốt cho trạch chủ, tốt cho trạch đất và tốt cho người động thổ, thì không có vấn đề gì phải lo ngại cả. Thời điểm nhập trạch thì cũng vậy, thì không có vấn đề gì phải thắc mắc lo ngại cả. Hay là cái câu hỏi nữa là các anh chị cũng băn khoăn rồi là tôi mượn tuổi động thổ thì là khá ngại, bởi vì không ai người ta dám động thổ cho cả. Đấy cũng là một trong những cái suy nghĩ mà nó giới hạn cái việc đó là triển khai xây nhà của anh chị. Thì cái điều này nó không có quá lo ngại đâu các anh chị nhé. Cái việc mà mượn tuổi động thổ nó không phải là một điều gì quá kinh khủng cả. Dĩ nhiên là cái tuổi, bởi vì phương án mà Phong Thủy Thái Nguyên thầy thường đưa ra rằng là nếu như cái tuổi của các anh chị mà nó không phạm tuổi, nhưng mà thực sự nó không phải là vượng với lại cái việc các anh chị động thổ và chạy đất đấy, mà nếu có hội mượn một cái tuổi khác vượng hơn thì thầy cũng khuyên rằng là nên mượn cái tuổi mà nó tốt hơn. Dĩ nhiên cái tuổi này thì chúng ta, cái tuổi động thổ chúng ta vẫn kiêng theo cái yếu tố là kim lâu tam tai ốc để sao cho nó tâm lý thoải mái nhất chẳng hạn, nhưng quan trọng một điều là cái tuổi động thổ đấy nó phải phù hợp với tuổi của ông trạch chủ. Tức là ví dụ như là trạch chủ ông 1984 giáp tý thì ông lại mượn tuổi ông 1990 canh ngọ động thổ ra, thiên can với địa xung, thiên khắc địa xung, cả thiên can với địa chi xung cả luôn thì làm sao động thổ được, đúng không ạ? Cái người động thổ nó phải tương quan tuổi với ông trạch chủ, nó phải hợp, nó phải đẹp. Tiếp theo cái tuổi động thổ thì nó phải hợp với lại cái năm tháng ngày giờ để chúng ta triển khai động thổ, tức là cái ngày đấy nó hợp với lại tuổi người trạch chủ, ngày đấy nó hợp với tuổi người động thổ, và cái tuổi động thổ đấy nó cũng hợp lòng với lại là cái trạch đất, thì còn điều gì tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Nhà chúng ta được một người tuổi đẹp động thổ cho, cái người động thổ thì cũng được làm một cái việc đại sự lớn lao vào một cái ngày đẹp, vào một cái trạch đất nó vượng với tuổi ông ấy, và được làm với một ông trạch chủ cũng hợp tuổi với cả người đấy luôn. Thế thì cả hai bên đều đẹp, đúng không ạ? Thì ít nhất là cái người động thổ đấy người ta cũng được vượng khí ít nhất là trong tháng đấy, và thậm chí là trong cả cái năm đấy luôn, thì vượng khí của người ta cũng rất là tốt. Thì điều này cũng tuyệt vời, chứ không phải lo rằng là ôi năm nay tuổi tôi xấu quá cho nên là tôi mượn cái tuổi khác động thổ cho tôi thì cái xấu của tôi sẽ đẩy cho người khác. Thì xin thưa các anh chị, với cái lối tư duy như thế thì không ai dám động thổ cho nhà chị đâu, đúng không ạ? Không ai người ta muốn rước cái xấu vào họ cả. Tuy nhiên là cái việc mượn tuổi đây nó phải đúng nguyên tắc, tức là cái tuổi động thổ, cái chung nhắc lại, cái tuổi động thổ nó phải hợp với lại là tuổi trạch chủ, cái tuổi động thổ nó cũng phải hợp với lại cái năm tháng ngày giờ để triển khai động thổ, cái tuổi động thổ nó cũng cần phải hợp với lại cái trạch đất, thì cả hai bên đều đẹp, đúng không ạ? Người trạch chủ cũng vui mà người động thổ thì cũng vui. Do vậy rằng là không cần phải có những cái công đoạn rằng là phải sang tên sổ đỏ, phải bán cái này bán người kia, rồi động thổ xong phải chuộc lại, rồi bao nhiêu cái công đoạn chúng ta đấy, tất cả những vấn đề đấy chỉ là vấn đề liên quan pháp lý, chứ làm sao chúng ta dối lừa thằng Thánh được, đúng không ạ? Làm sao chúng ta dối lừa được rằng là cái nhà đấy là nhà của ông ấy, không phải nhà của con đâu, nhưng bây giờ con mới mua lại, ông ấy động thổ xong bây giờ con mua lại, thì các anh chị đừng lừa dối thằng Thánh như sao? Không ai người ta làm thế cả, các anh chị nhé. Do vậy là mượn tuổi động thổ nó đều có những nguyên tắc quan trọng cho phong thủy, cho âm dương ngũ hành để lựa chọn cái tuổi tốt, năm tháng bây giờ tốt, cũng
như là hợp long phù long tương trụ, thì điều đấy là điều cũng tuyệt vời. Chúng ta hiểu vậy để chúng ta rõ ràng hơn, minh bạch hơn trong việc làm nhà, chứ không có cái điều gì nó ma mị, nó mộng mị ở đây cả, các anh chị. Do vậy chốt lại cái vấn đề đó là chúng ta rõ ràng hơn trong cái việc đó là đánh giá yếu tố vận khí của đất để chúng ta làm nhà. Yên tâm hơn trong cái việc lựa chọn tuổi tác để đổ đổ, yên tâm hơn trong cái việc là những tháng cuối năm tôi làm nhà thì đẩy sang 2 năm có vấn đề gì không, không có vấn đề gì cả. Quan trọng là thời điểm đổ đổ, chúng ta thời điểm nó vượng, hướng đất nào làm được, vận khí đất nào làm được, năm tháng ngày giờ nào để khai đất đổ. Thì đối với tháng 10 là tháng Ất Hợi, và tháng 11 là tháng Bính Tý, và tháng 12 là những tháng âm lịch là chúng ta triển khai với hướng nào xây dựng được, phương vị nào triển khai không sửa được. Thì Phong Tử Tướng Viên đã chia sẻ với các anh chị trong nội dung trên. Xin cảm ơn các anh chị, và mọi cái câu hỏi thắc mắc của các anh chị cần được giải đáp chi tiết cụ thể, các anh chị hoàn toàn nên để lại họ tên, bình luận ở dưới nội dung video, hoặc là các anh chị gọi điện trực tiếp đến số hotline 1900 292 bấm nhanh số 2 để được các trợ lý tư vấn chi tiết cụ thể, hoặc các anh chị cũng có thể đến văn phòng trực tiếp Phòng Thủy Thành Viên tại phòng 510 tòa nhà 3TT đường Hoàng Lão Thí, Cầu Giấy, Hà Nội để được lắng nghe sự tư vấn chi tiết đến từ các đội ngũ trợ lý của thầy, dày dặn kinh nghiệm cũng như là có những kiến thức vững chắc để tư vấn các anh chị một cách kỹ lưỡng nhất. Cho rằng các anh chị gặp được Phong Thủy Thành Viên và Phong Thủy Thành Viên gặp được các anh chị, đó là cái duyên rất lớn của chúng ta. Do vậy là những anh chị nào xem video này thì hãy vui lòng mà hiểu rõ cũng như là tương tác với đội ngũ trợ lý Phong Thủy Thành Viên để được hỗ trợ một cách chi tiết nhất. Đức Trung xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.